Khi nhắc đến trường học, bạn nghĩ tới điều gì? Lũ bạn, các tiết học chán ngán hay tình yêu đầu đời? Những bộ phim lấy bối cảnh học đường đa số đều khai thác góc nhìn của học sinh, lứa tuổi vừa dễ tạo ra các tình huống hài hước, vừa chắc chắn có được sự đồng cảm của người xem. Thế còn, những giáo viên thì sao? Những con người ngày ngày thúc đẩy học trò theo đuổi khát vọng, nhưng đồng thời, đôi khi cũng phải mưu sinh bằng đồng lương rẻ mạt. Detachment có lẽ là tác phẩm hiếm hoi mà những nhà giáo được cho cơ hội bộc bạch nỗi niềm của mình. Họ cũng là những con người bình thường, trăn trở với đầy ưu tư. Ngày hôm nay, hãy cùng đổi góc nhìn một chút, hướng ống kính máy quay sang những người thầy, người cô mà có thể ta đã từng trách móc thật nhiều và cùng họ trải qua một ngày làm việc mệt nhọc, để biết rằng những con người này có phần tắc trách nhưng cũng lực bất tòng tâm khi chỉ là một mắt xích quá nhỏ bé, chẳng thể tránh được hết các lỗ hổng của hệ thống giáo dục Mỹ vốn đầy dạy những thiếu sót. Không sở hữu những khuôn viên sặc sỡ sắc màu hay nhộn nhịp như Booksmart, Detachment chiêu đãi khán giả thứ ánh sáng thực, phủ lên những hành lang hờ hững của một ngôi trường buồn chán, dịu dã. Với lối quay giả tài liệu, đạo diễn Tony Kay không ngại phô bày sự trần trụi nhất của giáo dục dưới góc nhìn của một thầy giáo dạy thay tên Henry trong 3 tuần quản lý một lớp học. Ngay trong những phân cảnh đầu tiên, ta đến với một cuộc phỏng vấn về lý do tại sao những nhà giáo lại chọn công việc dạy học. Muôn vàn lời giải thích được đưa ra, nhưng tất cả đều là những vấn đề cá nhân. Người thì đành đi dạy vì giấc mơ trở thành ca sĩ rock tan vỡ, kẻ lại chọn nghề giáo vì có nhiều ngày nghỉ. Thậm chí, có người còn tỏ ra vô cùng chán ghét và chỉ nhận làm giáo viên khi đã không còn một lựa chọn nào khác. Không một ai nói điều gì về việc dẫn dắt những đứa trẻ hay những mục tiêu lớn lao khác. Tất cả họ đều chỉ là những con người bình thường, và trước khi nghĩ tới cái đích cao cả, họ còn ngày 3 bữa phải lo toan. Bộ phim cắt tới cảnh Henry lang thang trên những con phố đêm, đơn độc và dầu dĩ. Khuôn mặt anh ta như thế luôn trăn trở một điều gì đó. Anh viết ra những câu thơ thấm đượm nỗi lòng của cái nghề đứng lớp tệ bạc. Tôi là tiền, bị truyền tay qua tay như một tờ đô la, rồi trà sát vào chiếc đèn. Một vị thần xuất hiện và khóc thật to, thật lớn, nhưng nước mắt chỉ dành cho tôi. Và đó là nơi mọi chuyện đều trở nên sai lầm. Giáo viên là những tờ tiền, những vị thần thực hiện ước mơ hay những kẻ đau khổ. Chẳng ai rõ điều đó, chỉ biết rằng với guồng quay không ngừng nghỉ của những lớp học, có lẽ họ còn chẳng có thời gian mà suy ngẫm kỹ. Chúng ta nhanh chóng được đưa đến một ngày làm việc bình thường của Henry và những giáo viên trong trường. Bà hiệu trưởng Carol đang bị thanh tra phàn nàn về điểm trường tuột dốc trong 3 năm vừa qua. Thầy Wade đang gào lên nhưng chẳng đứa học sinh nào chịu ngồi xuống nghe. Chúng con ném giấy lại vào ông và đùa cợt. Một cô giáo bị phụ huynh xông vào tận trường để chửi bới, mắng nhiếc không thương tiếc vì dám đuổi học con gái bà ta, trong khi chính đứa con gái trước đó đã nhổ nước bọt vào cô giáo. Một khung cảnh hỗn loạn của một nơi đáng lẽ ra phải vô cùng quy củ. Henry cũng chịu chung số phận. Anh vào lớp và ngay lập tức bị học sinh trêu chọc, hỗn láo, thậm chí hung hăng ném cặp của anh thẳng vào tường. Những đứa trẻ này không ngỗ ngược theo cái cách mà những Lady Bird hay hàng tá các bộ phim khác khắc họa, mà chỉ đơn thuần lạc lối, bất tuân, vứt bỏ tất cả. Chúng không có ước mơ, chẳng có khát vọng và từ chối tiếp thu kiến thức. Có lẽ vì vậy, ta thấy những nhà giáo trong ngôi trường này có một sự hờ hững, rừng rừng đến kỳ lạ. Một thầy giáo ngang nhiên ngồi xem tạp chí khiêu dâm ngay trong phòng, trêu đùa lại những lời châm chọc mình. Hay như Henry, khuôn mặt lạnh như tiền của anh, vô cảm trước mọi câu từ xúc phạm. Anh mời học sinh đó ra khỏi lớp, chẳng mảy may quan tâm. Kể cả khi cậu học sinh Jerry ưa động tay chân ném chiếc cặp đi, Henry cũng chỉ nhẹ nhàng đáp. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Những con người ngày ngày lên lớp này dường như đã quá chai sạn với sự chịu đựng. Đúng với tiêu đề Detachment hay một cảm giác hững hờ, Henry, thầy Wade, thầy Charles hay cô Doris đều như vậy. Niềm vui có lẽ là một thứ xa xỉ. Họ như đầu hàng trước những học trò quá đỗi bất tuân, và cũng đầu hàng luôn cả hiện thực cuộc sống ngán ngẩm của chính bản thân mình. Thầy Wade về nhà chẳng ai thèm chào, cũng chẳng có cơm tối. Ông chán nản giờ tập bài kiểm tra ra chấm, rồi cũng chỉ để nhìn thấy dòng chữ mà các học sinh đã dành tặng mình. Hiệu trưởng Carol thì kè trong một cuộc hôn nhân độc hại, còn Henry, nhân vật chính của chúng ta, luôn mang theo một chấn thương tâm lý dai dẳng. Năm 7 tuổi, cậu bé Henry tìm thấy mẹ mình uống thuốc tự vẫn, nằm trên sàn, và người ông đau buồn dẫn đến mất trí sau đó. Trong những đêm lang bạt ngoài đường, Henry như bị ám ảnh bởi hình bóng người mẹ.
cả những giây phút hạnh phúc cũng như những nỗi đau tột cùng. Một bức tranh xấu xí nhất về trường học từ đó hiện lên với một tông màu nhợt nhạt. Ta sẽ chẳng thể trách những đứa trẻ quá non nớt phải sống trong một môi trường thiếu thốn tình thương và sự quan tâm, nhưng cũng chẳng đỡ buông lời cay đắng với những giáo viên bị đè nén bởi tiêu chuẩn kép. Họ vừa phải giữ gìn phẩm chất, giúp học sinh tin vào những ước mơ, đồng thời phải vật lộn trước hiện thực nhàm chán của chính bản thân mình. Với việc khai thác rất sâu vào đời tư của những giáo viên ngày ngày đứng lớp, Detachment cho ta hiểu rõ sự phức tạp của những con người này cùng cuộc chiến đơn độc mà họ đang càng ngày càng lép vế. Từ đây, tác phẩm không những trực tiếp lên án hệ thống giáo dục Mỹ còn nhiều thiếu sót, mà còn đặt ra một câu hỏi vô cùng đáng suy ngẫm về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một đứa trẻ. Trong phim, không dưới 2 lần, phụ huynh phàn nàn và đổ mọi trách nhiệm lên phía nhà trường. Một bà mẹ sồng sộc chạy tới, mắng té tát cô giáo vì đuổi học con mình, trong khi còn chưa hỏi lý do. Còn một ông bố lại cứ năng nặc rằng vì nhà trường không cung cấp đủ trang thiết bị, làm con ông tức giận nên nó mới đánh bạn như thế. Ấy vậy mà trong ngày họp phụ huynh, chẳng thấy tăm hơi của những bậc cha mẹ này đâu. Họ chỉ xuất hiện khi có vấn đề, và rồi cũng trút mọi vấn đề vào những người thầy nhịn nhục. Chưa hết, các giáo viên còn phải ở lại muộn để nghe về một đạo luật mới với cái tên rất mỹ miều là No Child Left Behind. Nhưng rồi, cũng chỉ là một bài phát biểu sáo rỗng về việc hãy nâng điểm số của trường nếu không muốn làm cả bang phải bẽ mặt, chứ chẳng có gì liên quan tới việc không đứa trẻ nào bị bỏ lại đằng sau. Một mục tiêu xa vời đối với những đứa trẻ còn chưa hiểu được cách hành xử đúng mực. Có một chi tiết khá thú vị, đó là những cảnh hoạt hình cứ thi thoảng được chêm vào giữa dòng cảm xúc bức bối của các giáo viên. Cơn tức giận, ấm ức của cô Doris cảm tưởng như bị chiếc dây điện thoại quấn quanh cổ, siết cho đứt lìa. Hay Henry tưởng tượng ra con bướm đâm sâm vào đèn điện và chết. Cấp trên, phụ huynh, học sinh đều cố chút trách nhiệm lên những nhà giáo nhỏ bé. Hãy dạy cho chúng được điểm cao, hãy dạy cho chúng ngoan ngoãn, vân vân. Và hệ quả đến như một điều tất yếu. Trong phim, có hai ví dụ điển hình là nạn nhân của sự vô tâm. Đó là cô học sinh Meredith và chính thầy dạy thầy Henry. Meredith hướng nội, nhút nhát, lạc loài khỏi bạn bè đồng trang lứa. Cô bé yêu thích nghệ thuật, tìm kiếm nỗi buồn bên trong những bức ảnh hay tranh vẽ. Ấy vậy mà ngoài Henry, chẳng ai hiểu cô. Bố cô tức giận buông ra những lời cay nghiệt. Ông nói, sao cô không vẽ thứ gì đó vui vẻ hơn, màu sắc hơn, sao không học hành đàng hoàng, hay thậm chí là sao cô không giảm cân để trở nên xinh đẹp cho mắt bọn con trai hơn. Những ngôn từ quá đỗi độc địa. Để rồi, cô bé như bị dồn vào chân tường. Cô làm một sạp bánh, vẽ hình mặt cười lên chúng, nhưng chừa lại một chiếc cho riêng mình. Một chiếc với khuôn mặt mếu. Trong khuôn mặt mếu đó có độc, và cô bé đã ăn nó ngay trước mặt toàn trường. Còn với Henry, tuổi thơ bi đát ám ảnh gã đàn ông này vĩnh viễn. Anh sợ những mối quan hệ. Anh chọn làm giáo viên dạy thay vì không muốn ràng buộc với bất kỳ đứa trẻ nào. Anh cũng có lý tưởng tốt đẹp, nhưng lại sợ ký ức đau buồn của bản thân sẽ là tấm gương tồi cho học sinh. Và cứ như vậy, người thầy này lãng phí đi tài năng, tâm huyết của mình. Giống với chính bức tranh mà Meredith đã tặng Henry, anh là một gã vô diện, dạy một lớp học không người. Một gia đình tan vỡ tạo ra một con người đau khổ. Con người đau khổ đó khi đứng ở vị trí phải bao bọc những đứa trẻ chẳng thể làm hết sức mình và dẫn tới một cái kết bi thảm. Đúng như Henry đã nói, We're failing. Tất cả những lý tưởng, mục đích cao cả nhất của giáo dục đều đã thất bại khi một đứa trẻ đã tự kết thúc mạng sống của mình. Những người lớn thay vì chung tay đã đun đầy mọi gánh nặng qua vai nhau, để rồi không ai khác ngoài con em họ là những người phải gánh chịu bi kịch. Đó có lẽ cũng chính là ý nghĩa ẩn sau đoạn kết của tác phẩm. Henry lấy ví dụ về tác phẩm của Edgar Allan Poe như ngụ ý cho chính ngôi trường này. Giống như tòa lâu đài trong chuyện, bài giảng của Henry văng vẳng trong một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Ngôi trường này đã mục rỗng, sách vở lăn lóc dưới sàn, bàn ghế lộn xộn, xen lẫn với tiếng nhạc buồn bã. Những hành lang vắng tanh, những lớp học không người, chẳng còn lại lấy một bóng học trò. Chỉ sót lại duy nhất tiếng giảng của người thầy trong một khung cảnh vô hồn, lặng lẽ gấp sách lại và nhìn mọi thứ sụp đổ. Một thực trạng đáng buồn mà chẳng thể vớt vát. Tuy nhiên, có lẽ giá trị của một tác phẩm sẽ có phần lệch lạc nếu thứ duy nhất nó để lại là những cái lắc đầu ngao ngán kèm theo nỗi sợ hãi. Vậy nên, người xem chúng ta cũng như những nhân vật này phải cố gắng tìm thấy chút hy vọng nào để có thể tiếp tục mơ về một ngày mai khác đi. Những thầy cô, dù bị giới hạn bởi đủ thứ như cơ sở vật chất, phụ huynh hay các đạo luật, vẫn luôn tìm cách riêng của mình để ít nhất truyền đạt lại điều gì đó nhỏ bé
vào đầu của những đứa trẻ. Thầy Charles dù hiện lên là một gã bất cần đời và tưng tửng, thực chất vẫn luôn dùng thuốc để gắng gượng. Ông không cáu gắt, mà ngược lại luôn mềm mỏng với mọi cơn tức giận của học sinh. Khi Ellen nhất quyết không chịu mặc áo ngực vì muốn tự do làm chính mình, thầy đã cho cô xem hai bức hình. Một là hoàng hôn tuyệt đẹp ở Hawaii, và hai là bộ phận sinh dục nhiễm bệnh lậu. Hài hước nhưng đủ để Ellen hiểu rằng việc ăn mặc như vậy sẽ dễ gửi đi tín hiệu sai lầm về tình dục và rất có khả năng trở thành nạn nhân của căn bệnh gớm ghiếc trong ảnh. Hay như bài giảng dù ngắn ngủi nhưng vô cùng xuất sắc của Henry về sự đồng hóa tư tưởng. Những câu từ thật lòng, tâm huyết và cực kỳ thuyết phục khiến những đứa trẻ có lẽ là lần đầu tiên trong phim tập trung vào bục giảng, một giây phút nhỏ hiếm hoi của lớp học đích thực. Và sao có thể quên được cô bé Erica, tia sáng hy vọng được cứu rỗi bởi Henry, nhưng cũng là người cứu rỗi cuộc đời anh. Xuất hiện trong một chiếc xe buýt đang đòi tiền khách, Erica hiện lên như một bi kịch tột cùng khi phải làm người đứng đường ở cái tuổi dưới vị thành niên. Cô bé bị đánh đập, chà đạp, gai góc như chính số phận của mình. Ấy vậy mà chặng đường của Erica có lẽ là đẹp đẽ nhất khi cô được Henry cứu mang, hiểu như thế nào là có một gia đình. Erica dần thay đổi, tươi cười, vui vẻ. Có lẽ phần cảnh ấm lòng nhất là khi ta thấy cô bé ngồi dưới những tán cây, ghi lại điều gì đó vào cuốn sổ như một đứa trẻ bình thường. Erica nhìn thấy Henry, cô khóc rồi vội vàng chạy lại. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong ánh mặt trời tươi đẹp, tận hưởng một khoảnh khắc hạnh phúc. Henry đã không cứu được Meredith, nhưng anh đã cứu được Erica. Cô bé như một sự an ủi phần nào rằng hành trình này ít nhiều vẫn còn ý nghĩa. Hiện thực có thể thực sự xấu xí, nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình thay đổi. Và các nhà giáo vẫn miệt mài làm điều đó, dù chẳng ai cảm ơn, dù bị mắng chửi, hay dù tất cả đôi khi có thể là công cốc. Họ vẫn làm, ngày ngày đến lớp, dùng khả năng của mình để ít nhất cứu thêm được một đứa trẻ khỏi vòng xoáy đau buồn mà chính họ cũng đang vướng vào. Phũ phàng, trần trụi và thật đắng cay, Detachment đặt những giáo viên vào môi trường mà trong đó họ gánh trên vai trách nhiệm quá lớn với quyền lực quá ít ỏi, để chúng ta thông cảm, thấu hiểu cho những con người bền bỉ này. Vì không chỉ học sinh mang những áp lực, mà cả với những thầy cô đã quá nhàm chuyện đời, mọi thứ vẫn chẳng hề dễ dàng. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.